đã buông tha cho Mary và Peter, nhưng kiếp nạn của bánh bao và chiếc chảo trông dính của chú Sáu lại tới rồi. À, đây là một cách để hấp bánh bao mà không cần sửng nha mọi người. Đây là cách mà tôi mới học ở trên mạng. Đây là bánh bao. Đây là nước nè. Cái bên xuôi nè. Thấy không? À, đúng là hấp cặp kỹ luôn á. Đẹp không? Thì đúng cái ghế ha. Rồi, đẩy vô. Và chờ thôi. Và bây giờ đã đến giờ lấy ra rồi. Tăng tăng tăng. Mama!